xuất đi hai đôi màu gỗ vàng em nhé, hai đôi 301 series 3 màu gỗ vàng. Loa thùng rất nhiều về, cả chưa quay kịp đâu, anh em nhu cầu có thể qua xem trực tiếp. Cả đang đóng gói hai đôi 301 series 2, hôm qua ra về ba đôi, hôm nay có bác khách lấy cả cháu bạn nữa. Rất cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ cả loa thùng rồi. 301 series 2 màu đen vẫn còn một đôi chút nữa thì gói gửi vào EAK Đắk Lắk. Còn lại series 4 vẫn còn, hoặc là 301 series 3 màu đen vẫn còn 12.500.000 anh em nhé. Còn series 2 màu đen 7.500.000. Quay qua quay lướt để anh em biết được, và thùng rất nhiều.